À, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình giới thiệu các bạn mấy cái cây mà mình đã làm rồi. Với lại chút nữa mình có một cái lô linh sam này nữa bạn, sam hương này nữa bạn. Mình giao lưu cho các bạn. Thì trước mắt thì cho bạn xem mấy cây mình làm. Những cây này thì mình cũng có quay clip cho bạn xem rồi nè. Thì để cho các bạn có thể hình dung được là cái cây sam hương thì mình có nhiều cái cách chơi các bạn. Ở đây thì mình để vô trụ tượng nè, các bạn thấy là cũng được nè ha. Đó, thì chủ yếu mình để tiêu biểu cho các bạn xem về cây thôi, chứ cái cây của mình làm thì nó cũng đủ thứ lung tung hết trơn á ha. Này là ông đạt ma du sinh nè các bạn. Đó, thì những cái cây mình đã phối tượng như thế này cũng dùng bằng cái cây linh sam mà làm từ cái rễ nè các bạn ha. Cái khô thôn nữ nữa nè. Rồi bên đây thì cái ông lỗ chí thâm mà luyện công nữa các bạn. Đó, rồi dưới đây thì mình có cô tắm nè ha. Rồi có cái tách trà này tận dụng cái tách trà mà mua hàng bãi của Nhật các bạn. Rồi ông tiên sai nè ha. Đó, rồi trong cái châm nè, dán bay nè các bạn ha. Rồi kể cả là trong cái chậu bằng đất nung nè ha, tận dụng cái chậu đất nung cắm qua nè các bạn. Thì cây này là cây tàn đa nè các bạn ha, rất là dễ làm, mình xè cái tán nó ra thôi. Đó, có chậu này thì chậu này là chậu cũng hơi mắc tiền nữa, mà chậu gì đó không biết nữa nè. Đó, thì mình cuốn cái bộ rễ nó lên cao, thả cái tán nó xuống các bạn ha. Đó, tùm lum thứ hết. Đây, ông già câu cá nữa các bạn, chế ông già câu cá vô trong cái đĩa của Nhật nè ha. Đó, cũng lạ luôn các bạn ha. Rồi mấy cái chậu nữa bạn. Đó, chậu đất nung nè ha. Đây là cái châm nữa nè bạn. Thì nói chung là cái sam hương này nè, mình làm mini nhỏ nhỏ thì nó đủ kiểu để mình làm cho các bạn nè. Chậu này chậu đất nung của Trung Quốc ha, cây đổ để treo. Đó, rồi mình có thể mình làm vô cái chậu những cái chậu vuông như thế này cũng được nè bạn, hình chữ nhật nè ha. Đó, cây này cũng là cái cây dáng lão thôi mà. Thì nói chung là mình giới thiệu cho bạn cái cây sam hương thì rất là dễ làm ha. Nó đặc biệt thì nó dễ sống các bạn, lá nó xanh rì rồi. Cái này mình lâu lắm mình chưa có vô phân nữa bạn, từ ngày mình quay cái clip mà vô phân cái mấy cây này cho bạn xem tới giờ là cũng cỡ mấy tháng rồi, 3-4 tháng này không có vô phân đó bạn. Cái này mình rí cho nó hạt và hạt phân mà hữu cơ lên này cái bắt đầu nó tốt rồi các bạn. Đó, sam hương thì rất là dễ ha. Rồi cái lá của nó thì mình cắt nó với thì nó nhỏ vậy nữa bạn. Đó, thôi bây giờ để mình qua mình quay cho các bạn xem cái lô sam hương mà mình giao lưu cho các bạn ha, để các bạn có thể về nghiên cứu mình phối vô cái chậu như thế này các bạn ha. Đây nè các bạn, thì hôm nay thì mình có cái lô này chắc cũng được mấy trăm cây gì đó. Thì cái lô sam hương này mình đã quấn rễ trơn các bạn, làm cũng chắc là hơn năm rồi các bạn ơi ha, chắc cũng cỡ năm mấy gì đó. Thì nói chung thì cái đám sam hương này thì nó cũng nhỏ nhỏ lớn lớn thì tùm lum lá chứ các bạn, nó cũng không có đều lắm. Nhưng mà mình giao lưu bạn là cái giá thì đồng giá luôn bạn ơi, 150.000 một cây đó. Nếu các bạn mà mua nhiều thì mình có thể mình lựa ra cây lớn cây nhỏ mình bỏ vô lọc sọc sàn ngầu trong cho các bạn. Thì nói chung á, cái lớn với cái nhỏ nó thôi các bạn, chứ còn cái độ quái độ đẹp của nó thì mình thấy nó cũng tương đương thôi ha. Đó, thành ra nếu mà cái này cái số lượng nó lớn các bạn, nhiều lắm mấy trăm cây mà mình đem ra mình quay từ cây cho các bạn thì biết cái đời nào mà xong. Thành ra là mình không có quay từ cây cho các bạn xem thì nó chỉ có ná ná vậy đó bạn, là mình bán đồng giá luôn ha. Đó, 150.000 một cây các bạn nên lấy từ một cặp cho lên ha. Nếu mà mình lấy hai cây thì giá nó cũng tiền ship cũng 40.000 các bạn, mà mình lấy có một cây cũng 40.000 ship mà cái tiền phí ship thì nó cũng một thùng đó, nó tính cũng cỡ 30-40.000 các bạn ơi, 40.000 á, chứ không có 30-40.000 ở bên, tại vì cái này là mình vô bằng cát hơi nhiều nữa, nó nặng, cát hơi nhiều rồi, ra nó hơi nặng nè. Đó, ra các bạn lấy hai cây thì nó cũng 40.000 à, tiền ship ha, bạn chích hai ba cây gì đi,
Thì cái sâm hương này rất là dễ chơi các bạn. Thì cành nhánh á, thì hiện nay là mình đã cắt con nó hết rồi. Nếu mà các bạn nào mà chơi á, không có không uống á, thì mình cứ để gì mình cắt cái tán tròn này mình chơi cũng được nữa bạn ha. Đó, còn nếu mà mình uống thì mình chơi mình là như mấy cây này uống đổ xuống rất là hay nữa bạn. Đó, thì nè, để nó quái ghê không. Còn trong đây nè, đó, các bạn có thể uống cũng được. Mình cũng đã quay mấy cái clip cho bạn xem đó, là cái cách uống mấy cái cây này rồi nè ha, bỏ vô trụ tượng rồi đó. Đó, bạn có thể tham khảo mấy clip của mình đó. Hôm nay cũng cây lớn cây nhỏ tùm lum đá bạn ơi ha. Để mình lại mình quay cho các bạn xem cái mấy cái cây mà mình uống rồi á. Đó, cho bạn xem, các bạn có thể nè, bạn thấy nó nhỏ không? Có cây nó nhỏ nhưng mà rễ nó cũng nhiều lắm ạ. Quái lắm. Nhỏ nè. Để xe nuôi. Thành ra là nhỏ lớn trên lệch không nhiều. Nhưng mà cái rễ thì nó cây nào cũng đẹp chứ không ạ. Ở dưới là nó còn nữa đó bạn. Mình quắn nó. Cái này sổ ra là dưới nó còn cái bộ rễ dưới nữa nè. Đó ha. Đó, chưa hết đâu đó. Các bạn về chế cháo nè, đây quá tuyệt rễ luôn. Mình nhổ nó lên. Rồi cái mình nghiên cứu bộ rễ nó với các bạn nè. Này bị sôi nước chốc lên nè. Chứ đúng ra là cái này là nó còn nữa các bạn, nó còn ở dưới, nó còn quằn ở dưới á. Ha. Các bạn về có thể mình nhổ ra mình chế cháo bột đó. Ha. Đó. Nè, quá trời luôn rồi ha. Thì cái đám này thì nó ngang ngửa nhau các bạn ơi ha, lớn nhỏ không có nhiều, quan trọng là cái bộ đế nó đẹp chưa. Từ khi là mình á, như mấy cây mini của mình đang á thì nó nhỏ xíu các bạn, ở trong đây là hơi lớn rồi nè, mình bỏ vô mấy cái nhỏ nó hơi khó nè. Cái này là các bạn bỏ vô cái bự tí, chứ còn cái nhỏ quá bỏ vô cũng hơi khó các bạn. Để mình có thể lấy cái chậu cho bạn xem nè. Đây nè bạn, mình còn mấy cái chậu à. Nè, nhưng cái này mình bỏ vô cái chậu vẫn được nè bạn ha. Ha. Đó. Bỏ chậu à. Đó. Ha. Mình có thể mình để vô cái chậu như cái cây này mình để cho nó bay ra. Ha. Đó. Để vô gì nè. Để nó sẽ bay ra. Ha. Rồi là mình để vô cái chậu này cũng được nè ha. Ha. Nè. Cái nào cũng được hết các bạn. Rồi mấy cây quế quái như thế này nè, thì các bạn có thể mình bỏ trong cái chai nè. Nè, mình khoét cái lỗ cái chai này nè bạn, cho nó ôm ra cái nó ngoái lên trên cái bình này nè. Cái này mình cũng có làm cho bạn xem rồi đó. Nè, bình rượu là khoét lỗ đây nè bạn, bỏ nó cho nó ôm đây nè. Mình lựa mấy cái cọng rễ dài dài đó bạn. Nè, như thế này cũng được nè. Ha, treo đây nè. Đó, ha, ôm vô cái cần cẩu của chai nè, chứ mình khoét vô cái lỗ vô ha. Đó, thì nói chung là nhiều cái cách chơi đó bạn nè. Còn cái này thì mình có thể mình bỏ vô cái chậu này được nữa bạn. Đó, rồi mấy cái bình á, mấy bạn tận dụng mấy cái bình nè, chai rượu ha, rồi bình đựng rượu hũ gì đó, mình khoét cái lỗ ra chơi đã luôn bạn. À, mấy cái bình này mình mua về mình chưa có làm nè. Đó, cái mình lựa mấy cái cây mà tương đối nhỏ nhỏ gì nữa bạn nè, bỏ vô được hết trơn à ha. Cái này thì hơi lớn. Đó, thì nói chung là cái nhỏ còn dễ. Mình muốn ép cho mini mới đã mà. Cái này nó hơi lớn thì mình tìm cái mấy cái chậu, mấy cái hũ bự bự tí. Ha. Đó, chứ lúc mình làm thì các bạn thấy là mình làm cái như không. Làm cái nhỏ này cực các bạn. Ha, còn cái này nó cũng hơi lớn rồi. Các bạn về cái kiếm mấy cái chai bự bự tí, cái hũ bự bự tí mình bỏ vô. Chơi đã các bạn. Ha. Rồi để mình lại mình quay mấy cái nhỏ nhỏ là cho bạn xem lần nữa ha. Đó. Bên đây thì các bạn thấy nè. Nó giống nhau, đủ quái của nó thì nói chung là cái này là làm rễ các bạn, mình làm rễ từ cái con quắn từ cái nhỏ quắn lên tới bây giờ rồi. Hơn 5 trời rồi, 2 năm các bạn. Nó mới ra được cây gì nè. Đó. Lâu công các bạn. Chứ không có thời gian không làm được mấy cây này đâu, lâu lắm ha.
Rồi để mình quay cho bạn xem mấy cây nhỏ nhỏ của mình đó. Đây các bạn. Thì các bạn thấy là mình vô mấy cái nhỏ nhỏ này rất lạ luôn bạn ha. Cũng sơ nó cái hiện tạo có tán vậy nè. Nó cũng lạ nè. Rồi các bạn ép, nếu mà về á mình xé nhỏ ra hai ba nhánh á, cắt mấy cái rễ nó ra nhỏ nhỏ mình ép vô cái mini gì nữa bạn. Đó, bạn nào khéo tay thì có thể làm mấy cái này nó nhỏ hơi khó làm các bạn. Mình phải khéo tay, còn các bạn bình thường các bạn lấy về nè. Như một cái cây nãy các bạn thấy là một cái cây nè. Thì mình cái phần gốc của nó tới đây nè, cắt bỏ hết trơn ha. Thì mình dùng cái nhánh lớn nào lớn nhất mình cho nó bay ra các bạn. Bắt đầu mình nuôi từ từ thấy ra được gì. Đó, nói chung là mình phải có thời gian chăm sóc rồi có thời gian uống nắng nữa thì nó mới ra được cái cây các bạn. Ha. Đó, chủ yếu là cái mình giao lưu và cái phôi có nghĩa là cái cây mà chưa có làm các bạn, thì cái phôi là cái này các bạn tính từ cái đoạn này trở ra là cái cây mà các bạn phải làm, còn cái phôi là trong đây nè, thì nó có bộ rễ gì, cái phôi nó có bộ rễ sẵn đẹp gì rồi, thì bây giờ mình bỏ ở đây thì mình cái tán thì mình tự tạo thôi, mình tạo theo cách của mình các bạn ha. Đó. À, cái tán này làm nghịch ngạo cũng nó cũng lạ đó, tại vì mình cho nó uống vào đây các bạn, cho nó uống vào đây che mát không dạ mà đổ ra đây nghịch lại, thì lý do là cái cây này nó đã có cái chiều hướng qua đây rồi, các bạn thấy không, qua đây nè đó, thành ra mình không có cho nó đổ qua đây được mà vẫn đổ ở đây nghịch lại vẫn được các bạn ha. Đó, cũng lạ luôn đó. Rồi những cái cây mà như thế này nè các bạn thấy không, đó thì mình cúng bụi rễ kéo cao lên thay vì bụi rễ nó lụng dưới đây nè các bạn, mình kéo dài ra để mình cho nó thả cành rơi xuống đó, và thấy thì nó cũng lạ luôn ha. Cái đó là mình sáng tạo các bạn, mình về thì cái cây phôi của mình thì nó đã có bộ rễ sẵn rồi, về mình sáng tạo ra thôi ha. Đó, như cây này các bạn thấy là cái cây này thì mình để nguyên cái để nó làm gì, cái mình xẻ cái tán ra thôi ha. Cái này là chủ là cái tán các bạn, cái này gọi là cái cây này gọi là cái tàn đa đó các bạn ha, cây dáng làng đó các bạn, đó cây đa, cái đa đầu làng ha, nó xẻ cái tán ra để nôm nôm xuống đó, rất nhiều cái cách chơi các bạn. Còn như cái này thì mình thấy các bạn thấy là mình để nguyên cái bộ nhánh nó ra vậy ha, à, cái bộ đế nó lên vậy thì kéo cái nhánh nó ra xè ra thôi các bạn, à, cũng không có uống như nữa các bạn thấy không, chỉ xè cái nhánh ra thôi rồi cắt chụp nó nè đó, nó cũng ra một cái cây cũng lạ luôn ha. Rồi cái ông già nè đó, ông già các bạn thấy là ông nắm nguyên cái rễ lên nè đó, cho ông ngồi lên trên cái dĩa các bạn. Ông già này là ông già câu cá mà người ta để trong cái hồ nông bộ tiểu cảnh đồ các bạn, người ta gắn cái càng câu đây nè, có lỗ nè, mình không làm cái đó, mình về mình cột cái cây của mình vô đó, thì cố định ông già xuống dưới cái mâm các bạn, cột cái cọng cho bạn xem nè đó, cột cái cọng dây dơm xuống thì ông già ông ngồi vững đây rồi ha. Đó, giờ mình cột cái cây vô uống sơ sơ ra đây, tán cho nó bay bay ra trên dĩa này, dĩa của Nhật các bạn, mình mua ở ngoài chợ đồ cũ second hand á, có 10.000 cái các bạn đó, bạn thấy người ta bán dĩa hè rồi đó nè, bạn thấy cái cây này mình để mình chơi cái tàn cao nè, quýnh cái cành rớt rớt xuống để trên cái chậu chữ Nhật các bạn đó, thành cái cây cổ thụ nè ha. Nói chung là nhiều cái cách chơi các bạn, thì cái cây cái gốc thì mình đã làm rồi đó, quan trọng là cái cây thì quan trọng là cái phần gốc, phần đế, phần rễ của nó các bạn, thì mình đã làm cái phần rễ rồi, thì các bạn đem về là các bạn sáng tạo rồi bỏ vô trong những cái thu lưu hũ chậu gì đó nè, cái này cái đổ nè bạn, đổ keo nè, treo bộ rễ xuống đó bạn thấy không đó ha, các bạn cứ sáng tạo ra mà làm thôi. Thì mấy lúc trước tới giờ đó, các bạn cứ kêu mình là tìm cái cây sam hương này nè để mình giao lưu với bạn, thì lúc mà mình lên những cái clip mà uống cái sam hương này á, thì rất là nhiều bạn ha cần cái cây phôi. Thì nói thật các bạn là từ lúc bây giờ cái cây phôi mình trồng cũng lâu đó bạn, mấy năm đó, mình chờ cho nó có cái cây phôi cho tốt để mà mình giao lưu với bạn, chứ biết nhiêu lâu luôn bạn, tính ra mình làm cái cây này lâu lắm rồi, mình đăng clip cho bạn xem lâu rồi nhưng mà không có cây phôi giao lưu các bạn, bởi vì nó cần phải có thời gian nó mới ra được cái cây phôi đẹp các bạn. À, thì ngày hôm nay mình có cái lô sam này, nói chung thì nó cũng đẹp các bạn, theo mình là đẹp đó, quý bạn sao chứ mình thấy nè, mình làm rễ thì nó tương đối rồi, nó được rồi. Vấn đề còn cái nữa là các bạn đem về các bạn
có cách nào các bạn xử lý, cách nào các bạn đưa vô những cái cái chậu rồi cái châm cái hũ rồi cái cá cái tượng đó để mình chơi ha. Rồi mình xin dừng cái video tại đây. Mình mong rằng đó là thì các bạn mà giao lưu cây đó chọn được cái cây về rồi mình bỏ vô những cái chậu như thế này nè, làm cho những cây độc lạ để chơi cho nó đã ha. Rồi mình xin chào và hẹn những cái video tiếp theo ha.